nguyên liệu sạch làm nên cuộc sống xanh. Tôi chọn Phú Mỹ chăm bón cây trồng để tạo ra thực phẩm sạch, không gian xanh, vui khỏe và cùng những người thân yêu tận hưởng thành quả trong chính ngôi nhà mình. Sản phẩm Phú Mỹ combo theo từng nhóm cây, rau ăn lá, rau ăn củ quả, cây ăn trái, hoa và cây cảnh. Đóng gói tiện dụng từ 200g đến 1kg. Sản phẩm có mặt tại Shopee Phú Mỹ Garden, Facebook Phú Mỹ Garden, các siêu thị, các cửa hàng cây cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Toàn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới việc sử dụng trà thảo mộc để cải thiện sức khỏe. Nắm bắt xu hướng này, ngày càng có nhiều mô hình canh tác các loại cây thảo mộc, dược liệu an toàn theo hướng hữu cơ. Từ đó, chế biến ra các loại trà tốt cho sức khỏe, phục vụ người tiêu dùng. Những mô hình sản xuất này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với cây trồng truyền thống, mà ở đây, người nông dân còn được sinh sống, sản xuất trong một môi trường thân thiện với thiên nhiên. Xin kính chào quý vị và bà con. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại cánh đồng trồng dược liệu của bà con Sóc Sơn. Hiện tại những mô hình như thế này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nơi đây. Và xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem chương trình và tìm hiểu về mô hình. Cảm ơn nhãn hàng Đạm Phú Mỹ NPK Phú Mỹ đã đồng hành cùng chương trình. Cá được ủ theo công thức trong suốt 6 tháng. Nước cốt sẽ được pha loãng để tưới cho cây thìa canh, cây cỏ ngọt, cà gai leo và nhiều loại cây dược liệu khác. Hiện hợp tác xã này đang trồng khoảng 7 loại dược liệu, một phần xuất bán thô, phần còn lại chế biến thành các sản phẩm trà thảo dược cung cấp ra thị trường. Tận dụng cái cá mình bắt được này, cái ốc mình bắt được này, để luôn ủ thì nó tốt và nó hiệu quả, nó không ảnh hưởng gì đến môi trường cả và cũng không ảnh hưởng đến người tiêu thụ sản phẩm cả. Hiện nay, hợp tác xã dược liệu Hòa Phát trồng được 5 hectare cây thìa canh, là vùng trồng diện tích lớn thứ hai sau huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định. Lâu nay, nông dân ở Xuân Giang chỉ biết trồng cây lúa, cây lạc cho năng suất thấp. Cán bộ xã Xuân Giang đã đưa bà con về huyện Hải Hậu, Nam Định học hỏi mô hình chuyên canh sản xuất dược liệu. Tận mắt nhìn thấy giá trị kinh tế từ cây dược liệu, người dân đã ủng hộ và làm theo. Bắt đầu từ năm 2015, cây thìa canh và nhiều loại cây dược liệu khác được đưa về Xuân Giang canh tác. Nhờ chọn giống thuần chủng, cơ giới hóa khâu canh tác, ứng dụng kỹ thuật thâm canh theo hướng hữu cơ, mô hình trồng dược liệu đã mang lại giá trị kinh tế cao gấp 3 đến 4 lần so với các cây trồng truyền thống khác. Nói chung là đầu tiên thì là trồng tương đối khó, bởi mình cũng mới làm. Mới làm thì ai cũng làm cũng khó. Nhưng mà sau đó là mình biết cách của nó, là cũng theo dõi từ lúc nào thì mới cấy này, cái cây con này. Sau đó là bơm nước ẩm này. Thế mới lại còn khâu cuối cùng nữa là đến thu hoạch rồi thì lại mình lại nhân giống ra được, tức bản thân đã nhân giống. Cái thìa canh này thì rất là hợp với chất đất ở đây, thổ nhưỡng ở đây là rất tốt, tức là cái này đã có những cái bên kiểm định về đất rồi, nước này thì thấy cũng là hiệu quả, và hiệu quả của cây này là đến về đất này là rất lên phát triển mạnh lắm. Đấy là tất cả mọi cái thìa canh này là phát triển rất tốt và bền cây lắm. Thìa canh được thu hoạch quanh năm. Nguồn nguyên liệu sạch này được Hợp tác xã Dược liệu Hòa Phát chế biến thành sản phẩm trà dây thìa canh. Để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, năm 2023, Hợp tác xã đã đưa sản phẩm trà dây thìa canh đi dự thi chương trình OCOP. Tuy nhiên, Hợp tác xã Dược liệu Hòa Phát vẫn chưa có nhà xưởng để sản xuất sản phẩm số lượng lớn. Vì thế, chính quyền địa phương đang thực hiện hỗ trợ vốn vay cho hợp tác xã lên tới 500 triệu đồng để đầu tư máy móc, nhà xưởng sản xuất trà thảo dược chất lượng cao. Hợp tác xã Dược liệu Hòa Phát thì cũng có tiếp cận đối với nguồn vốn của ngân hàng chính sách cũng như là của các cái hội đoàn thể. Thì cái nguồn vốn của hợp tác xã Hòa Phát ấy được các cái ngân hàng chính sách cũng như là các hội đoàn thể cho tiếp cận lên tới con số 500 triệu để đảm bảo các cái việc cơ bản trong cái công tác thực hiện cái phát triển cái nguồn nguyên liệu tại địa phương. Bén rễ tại vùng đất Xuân Giang Sóc Sơn từ năm 2015 đến nay, sau 8 năm, diện tích các loại cây thảo dược như thìa canh, kim ngân, đinh hương, đương quy, cà gai leo
của toàn xã đã phát triển lên tới 12 hecta. Mỗi hecta canh tác dược liệu mang về nguồn thu nhập từ 280 triệu cho đến 420 triệu đồng. Đối với những diện tích cây dược liệu canh tác hữu cơ, giá trị mang lại cao hơn từ 1,5 đến 2 lần. Ngay từ năm 2015 chúng tôi đưa cái cây dược liệu này vào thì người dân thì cũng chưa hiểu lắm về cây dược liệu, và chúng tôi cũng vận động tuyên truyền và để người dân nắm bắt được cái tác dụng của cây dược liệu cũng như là cái năng suất cũng như là cái giá trị kinh tế nó cao hơn các cây trồng bình thường. Do vậy thì từng bước thì người dân cũng đã đồng thuận và diện tích ngày càng được mở rộng, và hiện tại thì người dân cũng đã mở rộng ra khoảng 12 hecta. Hai năm trở lại đây, Hợp tác xã Dược liệu Hòa Phát còn đầu tư trồng hơn 1 hecta sen để làm trà sen cũng như phục vụ khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm vào dịp cuối tuần. Những bông sen Hồ Tây nổi tiếng đất Hà Thành, thơm ngát cả cánh đồng dược liệu của các thành viên trong Hợp tác xã Dược liệu Hòa Phát. Có những bông sen 100 cánh được mệnh danh là sen Bách Diệp, được trồng ở vùng đất trũng của xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Cách đây 20 năm, hơn 1 hecta đất đầm lầy này chỉ là bùn chua hoang hóa. Dù người dân đã cải tạo để trồng lúa nhưng không đem lại hiệu quả kinh tế. Chính vì thế, anh Bắc tiếc đất bỏ hoang lâu ngày nên đã quyết định mua giống sen Hồ Tây về trồng. Anh Bắc cùng các thành viên trong hợp tác xã đầu tư 9 triệu đồng mua cây giống. Năm 2020, lần đầu tiên người dân ở xã Xuân Giang nhìn thấy hoa sen Hồ Tây nức tiếng được trồng trên mảnh đất Sóc Sơn. Giống sen Hồ Tây là giống duy nhất có thể ướp được trà sen có mùi thơm thanh khiết, ngọt ở phần hậu vị. Tức là cái bông sen nó khác hẳn của Tây Hồ này, nó khác hẳn những bông sen ở nơi khác là thế này. Nó rất dày cánh và gạo của nó là cũng rất nhiều, hương vị rất thơm. Nên là cái này nó đặc thù, kể cả đi đâu kể cả ai uống cũng biết ngay là hương vị của trà sen này. Mà hai ở đây là đặc thù là không có một tí nào thực vật, tức là thuốc bảo vệ thực vật, và bất cứ một tí nào thuốc bảo vệ thực vật vào cây sen này. Nên là chả là các khách hàng uống thấy yên tâm lắm, chuyển về Hà Nội cũng vậy thôi. Sản phẩm trà sen được anh Bắc và các thành viên trong hợp tác xã ướp vào sáng sớm và bán cho thị trường Hà Nội hoặc cho du khách tới tham quan đầm sen và vườn dược liệu. Điều đặc biệt mà hợp tác xã này hướng tới là dù làm du lịch hay sản xuất sản phẩm trà cũng phải được thực hiện theo phương pháp canh tác hữu cơ, xây dựng thương hiệu dược liệu an toàn cho người tiêu dùng. Nói chung thực tế là cái đã nói là về sen cũng là cái cây thuốc của gọi là cây dược liệu đi. Thì bây giờ là nguyên tắc của làm sen ấy mà làm phân hữu cơ vào, phân hữu cơ thì mới an toàn, chứ nếu mà đấy về hóa học vào thì nó không, tức là chất liệu nó không sẽ không được thơm, hay nó không giữ được mùi hương lâu. Khi mà vào một bông sen này mà nếu mà làm về thuốc hóa học, phân hóa học thì nó giảm nhiều lắm. Nên là cũng hai nơi là dùng cái này, như một nơi nó bảo thế tại sao các anh không phun thuốc sen đấy, bảo không, chúng tôi không được phun thuốc, bởi nguyên tắc là chúng tôi chỉ dùng phân hữu cơ và thuốc sinh học đã có bằng sáng chế của nhà nước đấy, mới được làm, chứ không làm lung tung ở cái vườn này. Huyện Sóc Sơn, Hà Nội hiện có hơn 83 hecta trồng cây dược liệu theo hướng hữu cơ. Định hướng đến năm 2030, huyện Sóc Sơn tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây dược liệu hữu cơ kết hợp với du lịch sinh thái lên tới 150 đến 200 hecta. Nguyên liệu sạch làm nên cuộc sống xanh. Tôi chọn Phú Mỹ chăm bón cây trồng để tạo ra thực phẩm sạch, không gian xanh, vui khỏe và cùng những người thân yêu tận hưởng thành quả trong chính ngôi nhà mình. Sản phẩm Phú Mỹ combo theo từng nhóm cây, rau ăn lá, rau ăn củ quả, cây ăn trái, hoa và cây cảnh. Đóng gói tiện dụng từ 200g đến 1kg. Sản phẩm có mặt tại Shopee Phú Mỹ Garden, Facebook Phú Mỹ Garden, các siêu thị, các cửa hàng cây cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Toàn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.